Xin chào thầy và các bạn, em tên là Trần Viễn Tùng. Hôm nay em xin phép được trình bày bài tập số 13, bài tập truyền nhận dữ liệu. Ở đây em xin phép được trình bày mạch nguyên lý của mình. Trước tiên em sẽ sử dụng hai con phi điều khiển. Một con có nhiệm vụ là truyền dữ liệu và một con là xuất dữ liệu vào LCD. Ở con truyền dữ liệu, con đầu tiên là con phi điều khiển A. Con truyền dữ liệu này em sẽ cho nó truyền nhiệt độ, nhận nhiệt độ từ cảm biến LM35 vào, sau đó là có nút nhấn nhiệt độ để xuất truyền dữ liệu sang vi điều khiển B và hiển thị giá trị nhiệt độ lên LCD. Tiếp theo đó là nút nhấn LED. Nút nhấn LED này sẽ điều khiển để mở đèn LED và hiển thị trạng thái của đèn LED lên LCD. Nếu đèn LED đang sáng thì LCD sẽ hiển thị chữ LED đang sáng. Đầu tiên là con vi điều khiển A. Vi điều khiển A này em cho LM35 là ngõ truyền dữ liệu vào để vi điều khiển A nhận dữ liệu là giá trị đo của cảm biến nhiệt độ. Sau khi nhận được giá trị thì khi mà em ấn nhiệt độ chân RC6 sẽ truyền dữ liệu sang vi điều khiển B, và ở vi điều khiển B thì chân nhận dữ liệu sẽ là chân RC7. Sau đó vi điều khiển B sẽ truyền xuống LCD. Em xin phép giải thích phần code của mình. Trước tiên là em sẽ giải thích phần code của con vi điều khiển A. Đầu tiên em sẽ khai báo con chip, con vi điều khiển 16F887, sau đó sử dụng thạch anh. Vì ở đây em sử dụng con cảm biến LM35 cho nên em set con ADC này sẽ là 10 bit. Ở đây em sử dụng hàm truyền dữ liệu và tốc độ là 9600. Em xác định là chân truyền dữ liệu sẽ là chân C6, chân nhận dữ liệu là chân C7. Tiếp theo em sẽ khai báo hai nút nhấn. Nút nhấn đầu tiên là nút nhấn về nhiệt độ, tức là nó sẽ nhập nhiệt độ qua nút nhấn nhiệt độ này, có nhiệm vụ là nhấp nhả để truyền dữ liệu sang B và truyền hút xuống LCD. Tiếp theo là nút nhấn LED. Nút nhấn LED này sẽ đảo trạng thái của LED. Ở đây em có hai biến. Biến đầu tiên là biến 8 bit, là biến nhiệt độ thêm 1, và biến thứ hai là biến nhiệt độ. Ở chương trình chính của em ở chương trình chính của em, bọc B của em sẽ là giá trị đầu ra, đầu vào, xét cho là đầu vào. Ở đây em đưa con ADC vào chân kênh 5. Khi em bắt đầu mô phỏng thì ở đây ADC sẽ ở kênh 5. Thì sau khi delay 10 micro giây thì nhiệt độ sẽ được đọc từ ADC, giá trị này sẽ chia cho 2,046. Sau đó em gán giá trị thêm 1 bằng nhiệt độ. Hiện tại thì nhiệt độ trong đây được xem là 29. Hiện tại nhiệt độ là 29 và giá trị thêm 1 cũng là 29. Sau đó em sẽ kiểm tra nút nhấn LED. Nếu nút nhấn LED đang được nhấn thì nút nhấn LED đang được nhấn sau khi delay 10 mili giây. Và trong quá trình mà nút nhấn LED được nhấn và không nhấn nữa thì cái này sẽ xuất ra một dữ liệu gọi là dữ liệu L, tức là dữ liệu LED. Sau đó em tiếp tục kiểm tra tới nút nhấn nhiệt độ. Nút nhấn nhiệt độ nè. Sau khi nút nhấn nhiệt độ được nhấn xong thì giá trị của buxi này sẽ đưa ra một giá trị, đó là giá trị thêm 1. Sau khi và delay 10 mili giây. Bây giờ nó sẽ tiếp tục truyền đến vi điều khiển B. Ở vi điều khiển B
thì em vẫn sử dụng hàm truyền nhận dữ liệu, tốc độ là 9600, chân suất dữ liệu là chân C6, chân nhận dữ liệu là chân C7. Ở đây vì em dùng LCD cho nên em phải khai báo thư viện LCD, và em có một ngõ ra LED là chân B1. Em có hai biến, biến đầu tiên là biến nhiệt độ và biến thứ hai là biến tạm. Trước tiên em sẽ để xét cái trạng thái đầu tiên vừa bắt đầu mô phỏng của LED là đang tắt. Em khởi tạo LCD. Sau đó em lấy biến tạm này là biến nhận dữ liệu GC. Xong em sẽ, nếu cái biến tạm này đang bằng L, tức là nút nhấn này đang được nhấn, thì lúc này em sẽ đảo trạng thái của LED. Còn sau đó em đưa dòng lệnh này xuống LCD hàng 1 dòng 1. Đó là đèn LED đang sáng, còn nếu không thì đèn LED đang tắt. Ở đây tạm được lấy từ GC và GC ở đây được lấy từ giá trị thêm 1. Ở đây dòng ở hàng thứ hai thì em sẽ cho xuất cái giá trị nhiệt độ và được lấy từ giá trị nhiệt độ mà đã xuất từ A, xuất được truyền từ vi điều khiển A sang. Đây là phần mô phỏng của em ạ. Đầu tiên thì do là đèn LED không sáng cho nên là giá trị LED đang tắt và nhiệt độ lúc này bằng 0. Nếu em ấn nút nhiệt độ thì nhiệt độ ở đây sẽ hiển thị là giá trị là 29 độ C. Ở đây em giảm giá trị nhiệt độ thì LED vẫn chưa thay đổi cho đến khi em nhấn nút nhiệt độ để truyền dữ liệu. Em nhấn nút LED. Lúc này đèn đang sáng và truyền dữ liệu từ nhiệt độ sang. Em cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe phần trình bày của mình.